Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Crypto Arab, kênh chuyên làm những dự án Crypto MMO. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về dự án Olibis. Để tham gia vào sự kiện Arab từ dự án này, mọi người click vào link mình để phía dưới phần mô tả video. Rồi sau đó mọi người bấm start để tiến hành làm nhiệm vụ của dự án. Tham gia vào sự kiện Arab này, mọi người sẽ nhận được 50 triệu token Olibis DOT. Về mọi người sẽ nhận thêm 75 triệu token Olibis DOT dành cho mọi rep mọi người mở được để tham gia sự kiện này. Rồi sau đó mọi người bấm status để tiến hành làm nhiệm vụ của dự án. Mọi người tiến hành giải mã captcha. Sau đó mọi người tiếp lấy anh làm nhiệm vụ cho người rất là channel của dự án trên Telegram. Rồi sau đó mọi người tiến hành click fade on cho mình trên channel. Tiếp theo mọi người tiến hành làm nhiệm vụ follow dự án trên Twitter. Rồi sau đó mọi người gửi profile link Twitter của mình. Để lấy link mọi người về trang cái nha. Tiếp theo mọi người tiến hành gửi địa chỉ ví mạng Binance Smart Chain. Mọi người có thể dùng ví MetaMask hoặc Shark Wallet. Sau đó mọi người vào group của dự án này, mọi người nhắn một tin một câu bất kỳ như hi hay. Rồi sau đó mọi người click vào yes. Status. Rồi, để nhận thêm phần thưởng từ sự kiện Airdrop này, mọi người có thể copy link và bạn bè hoặc người thân của mình tham gia cùng. Rồi video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.